Xin giới thiệu các bạn và anh em, trên tay tôi đây là mặt máy hay gọi là mặt quy lát của dòng xe Mitsubishi Jolie. Đấy thì Jolie này, Jolie chạy chế hòa khí đấy, sử dụng chế hòa khí. Jolie thì có hai đời, một phiên bản là chạy phun xăng, sử dụng kim phun xăng, một đời thì sử dụng chế hòa khí. Thì đây là mặt máy hay gọi mặt quy lát, mỗi anh em có một tên gọi khác nhau. Đấy. Thì mặt này được chất liệu được làm bằng hợp kim, được dập đúng theo tiêu chuẩn, được tiện và dập đúng theo tiêu chuẩn của hãng Mitsubishi Motor. Cái này là cái chi tiết này, đòi hỏi cái độ chính xác rất là cao. Nó là một cái chi tiết cấu thành lên cái hệ thống động cơ của dòng xe Mitsubishi Jolie. Đấy thì trong quá trình khi mà chúng ta lưu thông xe trên đường, chúng ta chạy xe trên đường một thời gian thì bị hỏng mất cái mặt máy này, hỏng mất mặt máy này của dòng xe Mitsubishi Jolie. Chúng ta làm lại hơi, làm lại máy, và đến lúc thì chúng ta cần phải thay cái mặt máy này để xe có thể vận hành và lưu thông tốt trên đường. Đấy thì khi các bạn mà có nhu cầu cần phải thay thế thì các bạn vui lòng liên hệ theo số hotline 0913 800 218 hoặc là 0963 603 466. Thì phụ tùng Mitsubishi An Việt sẽ tư vấn và báo giá chi tiết cho các bạn. Các bạn nhận được hàng thì các bạn mới thanh toán thì các bạn hoàn toàn yên tâm. Đấy. Thì các bạn nào muốn xem thêm cách phân biệt hàng xịn, hàng rẻ, hàng thay thế của phụ tùng dòng xe Mitsubishi này thì anh em vui lòng nhấn chuông và đăng ký kênh để nhận thêm nhiều video mình sẽ review tất cả các sản phẩm phụ tùng dòng xe Mitsubishi này, phục vụ các bạn một cách hoàn toàn miễn phí. Thì anh em nhớ nhấn like và đăng ký kênh.